Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện thành triển khai thực hiện công tác chống hạn mùa khô 2024. Theo đó, các huyện thành phố tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thông tin dự báo khí tượng thủy văn, hàng hán, để kịp thời cung cấp thông tin tuyên truyền hướng dẫn người dân chủ động tích trữ, sử dụng hiệu quả tiết kiệm, tránh thất thoát, lãng phí nước, ưu tiên đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho người dân, cơ sở y tế, giáo dục, phục vụ nhu cầu sản xuất của người dân và các nhu cầu thiết yếu khác. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các đơn vị trực thuộc chủ động triển khai thực hiện công tác phòng chống, khắc phục hậu quả hạn hán, thiếu nước phù hợp với diễn biến và tình hình thực tế của từng thời điểm, từng địa bàn. Chỉ đạo các phòng, cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, các đơn vị quản lý vận hành công trình cấp nước kiểm tra các nguồn cấp nước của các đơn vị quản lý, khai thác công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn quản lý, đặc biệt là các nguồn nước tại các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số chủ động ra soát, bố trí ngân sách địa phương, nguồn được phân cấp để sửa chữa, nâng cấp các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn, nạo vét, khơi thông dòng chảy, các tình huống chống hạn phát sinh, kịp thời cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt của người dân. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Công thương, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố, các đơn vị liên quan tổ chức đoàn kiểm tra, đôn đốc các chủ đập đơn vị quản lý vận hành công trình đập thủy lợi thủy điện trên địa bàn tỉnh vận hành linh hoạt các hồ chứa tổ chức nạo vét nâng cấp kênh mương hồ đập để khai thác nguồn nước phù hợp với thời gian kế hoạch vận hành đảm bảo sử dụng tiết kiệm nước kịp thời đề xuất giải pháp cấp nước phù hợp với điều kiện và tình hình sản xuất nông nghiệp thống nhất mùa vụ thời gian lấy nước phù hợp với kế hoạch vận hành xả nước của các hồ chứa chủ động linh hoạt trong việc tổ chức lấy nước trong điều kiện nguồn nước tiếp tục có nguy cơ thiếu hụt trong mùa khô năm 2024 nhằm đảm bảo nguồn cung nước phục vụ nhu cầu sản xuất của người dân.